Tình hình là một số ngư dân đây hết rồi. Và bây giờ con lại trễ, bởi vì ngư dân họ đi theo con nước. Cho dù họ nói với mình là 4 giờ nha, nhưng 2 giờ mà họ thấy nước được là họ đi luôn. Chừng nào mình lụm tiền đó mình đưa cho họ, nè chú ơi hồi con đi nè nha, đưa tiền trước mới được. Nó ngộ đời vậy. Bởi vì cái cuộc sống vất vả, mưu sinh là như thế. Người ta không còn quan trọng chữ tín cho lắm, bởi vì người ta cận kề với cái nghiệp sát sanh đó quý vị. Nên người ta thấy chuyện giết chóc là bình thường lắm. Nên mình phải đi, mình phải gieo duyên với họ. Thôi thì họ cũng là những vị Bồ Tát thị hiện. Đi hôm nay không được thì ngày mai con đi. Rồi bây giờ con cũng tìm cách sao để con ra ngoài sông con coi họ đánh bắt te ngoài đó. Chắc con phải về mặc đồ đuôi ui tiên cá vô rồi con bơi ra, đúng không quý vị? Con bơi khoảng vài ba cây số là con sẽ gặp họ đánh bắt ngoài đó thôi.